Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với channel Sửa Chữa Bình Thịnh nha. Nhớ nhấn nút đăng ký kênh và bấm chuông để ủng hộ cho Thịnh cũng như cập nhật những kiến thức sửa chữa hữu ích theo người thấy. Trên tay mình đây là chiếc Xiaomi Redmi Note 10 Pro anh em. Máy này làm những cái gì? Máy này anh khách này anh đợi cũng khoảng 2 tuần rồi, bởi vì một phần sau dịch nên là linh kiện nó về hơi chậm mà. Đó là máy này thay màn hình, máy anh gửi đến là đập nát bể màn hình luôn. Đó, cái kính camera nữa, kính camera cũng bể lòi cái ống len ra luôn, thì Thịnh thay kính camera và thay màn hình là hai cái hoạt động chủ yếu. Thì cái video clip này Thịnh không có phải quay cái quá trình thay màn hình cho anh em như thế nào, mà Thịnh muốn nói với anh em một cái vấn đề thú vị và là một cái lợi ích của anh em khi mà sửa những cái dòng máy Xiaomi mà mới ra còn trong thời hạn bảo hành ở bên Thịnh. Đó là Thịnh có một cái ưu điểm thế này, đó là anh em có thể thực hiện được những cái dịch vụ với cái mức giá nó rất là phải chăng. Chủ yếu giống như cái máy này Xiaomi Redmi Note 10 Pro này, Thịnh thay màn hình máy này anh mua chính hãng ha, đó, tại Xiaomi Việt Nam còn trong bảo hành. Thì đương nhiên máy còn trong bảo hành nhưng mà máy anh đập bể nát màn hình thì không được bảo hành rồi đó. Và cái mức giá thay màn hình Redmi Note 10 Pro này ở trong trung tâm bảo hành chính hãng nè, và ở trong thị trường, ở ngoài thị trường bên ngoài màn hình zin chính hãng như cái màn hình Thịnh thay cho anh thì mức giá khá là cao. Tuy nhiên Thịnh có thể đối với những cái dòng máy Mi này thì bên Thịnh do làm lâu rồi nên Thịnh có cái cách thức và Thịnh có cái phương hướng để Thịnh có thể thay cho anh em những cái bộ màn hình zin, thậm chí thay main hay camera hay pin vân vân ha, với một cái chi phí hợp lý và giá thành rẻ hơn rất nhiều luôn và tiết kiệm cho anh em khá nhiều chi phí. Thì anh em nào mà muốn gặp vấn đề về màn hình nè, hay là thay mặt kính Redmi Note 10, Note 10 Pro, nói chung những cái dòng máy Xiaomi mà nó ra mắt trong vòng 2 năm kể cái từ cái thời điểm mà anh em liên hệ với Thịnh, có nghĩa là nó còn trong bảo hành á, khoảng 1 đến 2 năm là hầu như là xử lý được hết. Đó, thì cái phương hướng nó sẽ rẻ hơn và cái đó là chủ đề chính mà mình muốn nói trong video clip này. Thì bây giờ chúng ta nói về cái độ hoàn thiện đi. Đây cái kính camera, đây Thịnh thay cũng là kính camera zin của hãng ha. Anh em thấy cái độ khích và cái độ kết cấu của nó là y chang như lúc ban đầu. Đó, và sau khi thay xong thì mình dán bằng cái loại keo chuyên dụng cho nắp lưng. Đó, vệ sinh kỹ và dán keo kỹ thì nó khích và nó chắc như thế này. Rồi, và cái màn hình là cái quan trọng nhất muốn nói đến. Đây là bộ màn hình zin chính hãng, thì anh khách này khi mà anh nghe nói cái mức giá thì thật sự cũng là dễ chịu, mức giá tốt thì anh có thắc mắc là đúng màn hình zin hay không. Đó, thì mình nói luôn là 100% màn zin chính hãng ha, và mình bao anh em đem vào hãng check hay là bất kỳ một cái cơ sở nào chuyên về sửa chữa đó, coi cái này phải màn hình zin hay không. Rồi, giờ mình nói về những cái kiến thức xung quanh công tác thay màn hình cho dòng Redmi Note 10 Pro này. Con Note 10 Pro này á, nó sử dụng màn hình AMOLED ha, phân khúc giá rẻ nhưng mà Xiaomi trang bị cho màn hình AMOLED nên là nó khá là mắc tiền khi mà chúng ta phải thay thế. Nó cũng như những cái màn hình phản quang, những màn hình phản quang nó công nghệ LCD á, thì nó rẻ tiền hơn. Tuy nhiên mà AMOLED thì nó đánh đổi lại được rất là nhiều thứ, màu sắc nó đẹp, nó mượt, cảm ứng nó nhanh nhạy ha. Anh em để ý những cái màn hình máy mà từ trung đến cao cấp là hầu như là sử dụng màn hình AMOLED, là đều là những dòng máy mà nó định hình ở cái phân khúc cao hơn cái máy mà sử dụng màn hình LCD thông thường. Đó. Thì xung quanh cái công tác mà thay màn cho Redmi Note 10 Pro này, anh em ở vị trí người dùng á, anh em lưu ý một số cái điểm như sau nè. Thứ nhất, anh em phải xác định cái đó là hư màn hình hay là bể cái mặt kính bên ngoài. Nếu mà là hư màn hình á, có nghĩa là gì? Có nghĩa là màu sắc nó bị lem, nó bị nhòe màu, hoặc là cảm ứng nó bị liệt, nó bị loạn. Đó, thì chúng ta gọi là hư màn hình và chúng ta sẽ thay nguyên một cái bộ màn hình khác. Ngược lại, nếu mà anh em nhìn thấy nó bể vỡ nhưng mà bên trong nó vẫn hiển thị bình thường như thế này, cảm ứng nó vẫn vuốt chạm bình thường như thế này, đó, thì chúng ta nói rằng cái vấn đề bể vỡ đó nó chỉ mới xảy ra ở cái mặt kính bên ngoài thôi. Và anh em thay là anh em thay cái mặt kính bên ngoài, nó sẽ tiết kiệm được cho anh em rất là nhiều chi phí. Anh em giữ lại cái lớp phôi hiển thị hình ảnh bên trong, chúng ta gọi là thay mặt kính hay là ép kính. Đó là hai cái công tác chủ đạo anh em sẽ gặp phải trong quá trình sử dụng dòng máy Redmi Note 10, Note 10 Pro ha. Đó là thay mặt kính hoặc thay màn hình. Thay cái nào thì anh em đã biết được cái dấu hiệu để phân biệt như Thịnh vừa nói. Và cái lưu ý tiếp theo á, khi mà chúng ta đã xác định cái dịch vụ phải làm cho thiết bị của mình thì anh em hãy lựa chọn những cái đơn vị sửa chữa chuyên sâu về cái dòng máy này. Đó, anh em có thể không cần phải mang máy qua Thịnh, anh em có thể tìm đến những cơ sở khác nhưng mà họ phải chuyên về cái dòng máy này, để đáp ứng hai yếu tố. Thứ nhất là họ có kinh nghiệm, có tay nghề. Đó, và thứ hai là họ có linh kiện
để họ xử lý cho nó chính xác. Cái kinh nghiệm tay nghề tại sao mình nói nó là số 1? Bởi vì cái quá trình mà thay màn hình thì nó chỉ được xếp vào cái độ khó là trung bình thôi trong cái việc mà sửa chữa một cái dòng máy. Tuy nhiên nếu mà người thợ đó họ không có kinh nghiệm, họ không có tay nghề, họ không có sự am hiểu về cái thiết bị đó, rất là dễ xảy ra cái rủi ro là họ làm hư những cái bộ phận khác trong quá trình thao tác. Anh em xem những cái video clip mà hình làm quá trình thao tác, anh em thấy thực ra nó rất là nhiều công đoạn. Anh em xem một cái video clip đã bị cắt ngắn, cắt này, gọt khúc kia cho nó vừa phải thôi, thì anh em thấy nó nhanh nhanh như vậy, chứ thật ra quá trình nó rất là nhiều công đoạn và rủi ro nó đi trong từng công đoạn đó rất là nhiều. Ví dụ như chúng ta mở cái nắp lưng này ra, chúng ta không nắm được là bên trong linh kiện nó bài trí như thế nào. Chúng ta cứ lấy đồ, chúng ta nạy ra, nạy nắp lưng ra. Đó, thì nó đứt cáp. Nhiều anh em đi mua máy về, tự mua pin về, tự thay, mua màn hình về, tự ráp mà không có hiểu rõ về cái thiết bị của mình cũng như cái khả năng thao tác của mình nó khéo léo đến đâu. Đó, anh em coi những video clip anh em thấy dễ quá. Tới lúc anh em về anh em mở ra, đứt cáp này, thay cục pin mà như Thịnh mới làm một cái ca máy Xiaomi Huawei chứ. Anh thay cục pin thôi mà hư cái socket trên màn hình, hư cái socket xúc sạc, gãy luôn cái chân pin luôn. Đó, từ cái thay viên pin thôi, mua pin về mình tự thay không đúng cách, thành ra mình phải sửa màn hình, thay socket main, thay socket sạc, và chi phí nó thành ra đội lên gấp 3-4 lần. Rất là đáng tiếc ha. Bởi vậy Thịnh, tại sao Thịnh nói những cái video clip này, Thịnh không có cầm, Thịnh chỉ cầm cái máy Thịnh nói như vậy thôi. Nhưng nó là tâm huyết và nó là kinh nghiệm để mình chia sẻ với anh em ở vị trí người dùng. À, anh em hiểu rằng cái sự việc mà thay thế, tự mình sửa chữa, thao tác trên thiết bị của mình cần cái sự kinh nghiệm và cái sự khéo léo. Nó không đơn giản như là những gì anh em xem trên clip. Clip bên Thịnh làm hay bất kỳ một cơ sở nào khác cũng vậy. Đó là clip do những người thợ một ngày họ xử lý cả vài chục cây máy và họ làm liên tục trong nhiều năm, họ đã quá quen thuộc rồi. Mà bản thân những cái clip đó mà Thịnh còn phải cắt bớt gọt sâu cho nó gọn gàng thao tác. Đó là mang tính chất quảng cáo, mang tính chất trình diễn. Anh em thấy là có một cái clip nào mà mang tính chất quảng cáo mà không có cắt gọt không? Đó, lúc nào cũng phải có, mà may đó là những người thợ đã lành nghề. Đó, nên là anh em lưu ý ha. Rồi, vấn đề thứ hai á, khi mà anh em thay màn hình, anh em hãy yêu cầu cái đơn vị sửa chữa kiểm tra lại cho anh em tất cả những tính năng máy khác. Mục đích là gì? Chúng ta cần máy sau khi mà chúng ta cầm về nó ở trạng thái tốt nhất. Đó, chứ không phải là có một số đơn vị chỉ thay màn hình thôi, thấy nó lên nguồn xong ráp, không kiểm tra, không test bất kỳ tính năng nào, coi như là làm theo yêu cầu 100%. Đó, ví dụ khi người khách hàng tới cầm về thì nó lỗi này, lỗi camera, lỗi nghe gọi, lỗi sạc hay gì đó, thì lúc đó họ lại nói tôi chỉ thay màn hình thôi, bây giờ mấy cái này nhận lại sửa tiếp, tính tiền tiếp. Thì về mặt cái lý thuyết á, thì họ nói không sai, nhưng mà về cái phương diện mà gọi là đạo đức nghề nghiệp thì Thịnh nghĩ chúng ta không nên làm như vậy. Chúng ta phải kiểm tra và chúng ta nói rõ cho khách hàng biết, ví dụ cái máy nào mà tình trạng main board nó tệ quá, ví dụ nó còn nguồn đó, nhưng mà máy này nó nóng hổi rồi này kia, chắc chắn nó sẽ phát sinh lỗi khác, thì chúng ta cứ nói rõ, chứ không phải chúng ta cứ chăm chúng ta thay cái màn hình để chúng ta lấy được cái tiền công thay ha. Đó là kinh nghiệm. Và anh em ở vị trí người dùng, anh em hãy tự trang bị cho mình những cái kinh nghiệm như Thịnh vừa nói ha. Rồi ok, Thịnh xin kết thúc video clip này ở đây. Chúc anh em một ngày làm việc hiệu quả nha. Nếu anh em có thắc mắc nào cần tư vấn giải đáp, anh em cứ liên hệ trực tiếp với Thịnh nha. Cảm ơn anh em.